Hello, xin chào anh em nhé. Vào một buổi sáng sớm, mình đã đi đến rừng nhé anh em nhé. Hôm nay là mình lại tiếp tục đi rừng để thăm bẫy. Và giờ là mình đã đi đến khu bẫy rồi và chuẩn bị tiếp tục đi thăm những cái bẫy. Không biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Thì mình mời anh em theo mình thăm từng cái bẫy nhé anh em nhé. Và mình sẽ chia sẻ một chút ít cho những anh em ở khu vực có gà rừng và có gà lôi. Và đây là mình đã đến rừng nha anh em nhé. Mùa này là mùa quả chua chát. Quả này là nó mọc tự nhiên ở rừng. Và tới này là quả này là nó sẽ chín nha anh em nhé. Quả này nó sẽ chín và nó sẽ rụng xuống và những đàn gà rừng và gà lôi nó sẽ xuống gốc để kiếm ăn. Vì vậy là mình đặt bẫy ở những cái khu vực cạnh những cái gốc cây này. Cây này mình cũng không biết tên là cây gì nhưng mà sai rất là nhiều anh em ạ. Quả nó như thế này. Và ăn vào là nó hơi chua và chát mồm, ăn cũng rất là ngon. Và bây giờ là mình sẽ xuống bên dưới này, những cái khu bẫy mình là ở bên dưới này nhé anh em nhé. Và giờ mình sẽ đưa anh em xuống thăm. Mình sáu dưới là mình đã đi rồi nha anh em nhé. Ở nhà là mình đã đi xuất phát rồi và chắc giờ là cũng tầm 7 rưỡi 8 giờ rồi. Không biết là hôm nay có may mắn không, biết là có được những em gì không thì mình cũng chưa biết được. Là mình sẽ đi thăm từng cái bẫy. Đây là cái bẫy dây đầu tiên. Đây là cái bẫy dây nha anh em nhé. Nó đã không dính rồi. Cái bẫy này là bẫy cạm kiềng của mình. Và ở bên trên kia nữa là cũng có một cái bẫy dây nha anh em nhé. Nhưng mà nó không bật thì mình cũng không lên nữa. Và mình sẽ tiếp tục xuống bên dưới kia. Khu vực này là có gà lôi nha anh em nhé. Có gà lôi, vì vậy là mình đặt bẫy dây là khá là nhiều. Nếu mà chẳng may là nó dính gà lôi thì nó không bị đứt chân và mình khả năng bắt được là rất là nhiều nha anh em nhé. Ui, rất là tiếc anh em ạ. Gà lôi hay gà rừng nó đã về bới ngay ở cạnh cái bẫy mình nhá anh em nhé. Và nó đã bới những cái lá cây về phụ cái mặt bẫy của mình rồi. Rất là buồn. Đấy, nó về bới ngay đây này. Vậy mà nó lại chui đi đâu? Cái bẫy của mình ngay ở bên cạnh này mà. Nó không dính anh em ạ. Cái số của con gà lôi hoặc là con gà rừng này nó rất là cao. Vì vậy là nó chưa nhắm xuống bẫy. Và mình tiếp tục đi thăm những cái bẫy còn lại ở bên dưới kia. Không biết là có kết quả gì hay không.
Trước mặt mình là một cái bẫy nha anh em nhé. Wow, rất tuyệt vời anh em ạ. Cái dây bẫy của mình nó đã vòng sang bên kia và hình như là đã dính một. Đúng rồi anh em ạ, rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nó đã dính một em gà lôi. Wow, em gà lôi đực nhưng mà đã bị chết rồi anh em ạ, rất là tiếc. Nó đã quấn vào chân rất là nhiều. Đây, cái dây quấn vào chân rất là nhiều và nó kéo cái bẫy của mình sang tít bên kia. Mình sẽ gỡ lại rồi mình lại quay tiếp nha anh em nhé. Nó quấn rất là nhiều vòng anh em ạ. Rất tuyệt vời. Rất là may mắn. Lúc đầu mình xuống thăm mình không thấy cái bẫy của mình ở đâu và cái thú ở đâu, rất là bất ngờ. Nó đã quấn và nó đã nấp vào bên này mà mình không thấy được. Rất là tuyệt vời anh em ạ, cái dây này rất là chắc nha anh em nhé. Anh em nào muốn mua dây dù chắc bền thì mình mua cho một cuộn là 150.000. Mình mua hộ thôi. Nhưng nếu mà những anh em đam mê nào chưa có loại dây dù để đặt bẫy gà thì mình có thể là mua hộ. Đây. Con này là sắp trắng rồi nha anh em nhé. Cái đuôi nó đã chuyển sang màu khác rồi. Và nó thắt rất là cao anh em ạ. Và đến tận đây. Và con này là con đực nha anh em nhé. Cái cựa nó cũng khá là dài. Nó chuẩn bị sẽ nó sẽ trắng hết toàn bộ. Này, rất là đẹp. Tuyệt vời anh em ạ. Quấn dây dựa rất là nhiều luôn. Đây, rất là tuyệt vời. Được chặn mồi rồi anh em ạ. Đây là mình đã có mồi nha anh em nhé. Đây. Và mình sẽ gài lại bẫy và mình tiếp tục đi thăm một số cái bẫy nữa nha anh em nhé. Còn 2-3 cái bẫy nữa ở khu vực này mình là đặt ít bẫy thôi. Tầm chục cái thôi. Mình đã gài xong bẫy nha anh em nhé. Và giờ mình sẽ tiếp tục đi thăm mấy cái bẫy nữa. Ui ôi, mình nhặt cái lá mà nó đã bật anh em ạ. Mình sẽ gài lại. Mình đã gài lại anh em ạ. Và mình nhặt mấy cái lá cây mà nó đã bị bật. Rất là nhạy luôn. Đây này, cái lợn rừng ụi nha anh em nhé. Lợn rừng nó ụi cái khu vực này. Một hố xuống nát bét hết này.
Vậy là bẫy mình chỉ vào một con thôi anh em ạ. Và đây. Và đây một cái nha anh em nhé. Và trước mặt kia. Đấy. Đấy một cái nữa nhưng mà cũng không vào rồi anh em ạ. Vậy là kết quả của chuyến thăm bẫy ngày hôm nay là chỉ được một em gà lôi thôi. Vậy là cũng khá là may mắn rồi. Em gà lôi rất là đẹp nhưng mà nó đã bị chết anh em ạ. Đây, đây là chiến lợi phẩm của mình nha anh em nha. Rất là đẹp. Cái đuôi nó rất là dài anh em ạ. Vậy là mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Chuyến thăm bẫy của ngày hôm nay kết quả cũng khá là tuyệt vời anh em ạ. Những anh em nào xem video cảm thấy hay thì nhớ đăng ký để ủng hộ mình nha anh em nhé. Để mình có thêm động lực đi rừng hơn và mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đi rừng để cho những anh em vừa mới bắt đầu vào nghề biết được những cái khu vực nào có cày cào, có thú rừng và đặt bẫy ở những cái khu vực nào. Thôi, xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Và mình sẽ lấy con gà này về và mình sẽ chế biến thôi anh em ạ. Xin chào anh em.